Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn theo dõi những tin tức thế giới đáng chú ý trong bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay của chúng tôi. Trong tháng 5 năm 2024, Nga gia tăng tấn công các vị trí quân Ukraine và trong chừng mực nào đó, họ đã tạo được những vùng đệm ở khu vực Kharkov để hạn chế hỏa lực Ukraine bắn vào lãnh thổ Nga từ đây. Nhưng cục diện chiến trường cũng có những thay đổi khi Nga chưa tiến được nhiều, mới chỉ giành thêm được rất ít lãnh thổ. Giới chức quân sự phương Tây và NATO cho rằng quân Nga đã đạt được mục tiêu đề ra là tạo ra vùng đệm ở Kharkov để hạn chế hỏa lực quân Ukraine bắn vào lãnh thổ Nga. Họ tính toán rằng trong tháng 5 vừa qua, Nga đã sử dụng nhiều đợt bộ binh để đánh vào chiến tuyến quân Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng nhận định Nga chưa giành thêm được đáng kể lãnh thổ của Ukraine, đồng thời hứng chịu những tổn thất khá cao về nhân lực. Nga cũng từng có những tổn thất không nhỏ để chiếm được các thành trì chiến lược Avdiivka và Bakhmut. Nhưng cuộc tiến công của Nga nhằm vào những nơi này trải dài qua vài tháng, nên mật độ thương vong theo thời gian sẽ thấp hơn. Còn cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Kharkov diễn ra tập trung trong tháng 5, trước hỏa lực UAV, súng máy và trọng pháo của Ukraine. Tổn thất bên phía Nga được lý giải là do Nga là bên chủ động tấn công nên sẽ phải phơi mình trước hỏa lực nhiều hơn, trong khi Ukraine thì đã có thời gian nhất định để củng cố công sự và giải mìn. Hơn nữa, Ukraine sở hữu khá nhiều UAV, giúp họ phát hiện được quân đối phương trên địa hình để bố trí đánh chặn. Ukraine cũng sử dụng UAV làm hỏa lực đánh thẳng vào đội hình Nga. Chưa kể, Ukraine còn sử dụng bom chùm để dội xuống lực lượng tiến công của Nga trên địa hình chống trải. Ước tính của Mỹ về thương vong của lính Nga và lính Ukraine là dựa trên hình ảnh vệ tinh, những cuộc liên lạc bị chặn thu, mạng xã hội và các tin tức của phóng viên, cũng như thông tin chính thức từ Nga và Ukraine. Nhưng ngay cả trong chính phủ Mỹ, các con số ước tính đó cũng có sự khác biệt. Ước tính về thương vong của lính Ukraine còn khó hơn nữa do giới chức Ukraine bảo vệ những số liệu thống kê này rất nghiêm ngặt. Về nguồn tân binh, Nga có lợi thế hơn hẳn Ukraine do dân số Nga đông hơn nhiều. Hơn nữa, Nga còn tạo nhiều khuyến khích về tài chính cho tân binh, tuyển thêm cả phạm nhân, phải đáp ứng những điều kiện nhất định và huy động lực lượng quân sự tư nhân của Nga ở châu Phi. Nga vẫn giữ lợi thế về vũ khí, nhưng lợi thế đó trước Ukraine đang giảm dần, do gói viện trợ vũ khí của Mỹ đang dần tới tay binh sĩ Ukraine trên chiến trường. Ngoài ra, hiện nay Ukraine lại được phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để đánh sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28 tháng 6 cho biết, Nga có thể tiếp tục sản xuất và triển khai toàn cầu các tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên mặt đất. Tổng thống Putin phát biểu trước cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh Nga rằng các hành động thù địch của Mỹ khiến Moscow phải xem lại lập trường của mình đối với các loại vũ khí mà Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung hạn chế. Hôm nay, chúng tôi sẽ xem xét các bước mà Nga nên thực hiện liên quan đến lệnh cấm đơn phương triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên mặt đất, ông Putin nói. Loại vũ khí này ban đầu bị cấm trong INF, thỏa thuận sụp đổ vào năm 2019. Tuy nhiên, Nga đã chọn không sản xuất cũng như triển khai loại vũ khí như vậy ngay cả sau khi thỏa thuận với Mỹ chấm dứt. Tổng thống Putin lưu ý rằng Nga đã thực hiện đúng lời hứa của mình là không sản xuất cũng như triển khai những tên lửa này chừng nào Mỹ không triển khai những hệ thống như vậy ở bất kỳ đâu trên toàn cầu. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi khi Washington triển khai những tên lửa như vậy ở nước ngoài. Bây giờ chúng ta biết rằng Mỹ không chỉ sản xuất những tên lửa này mà còn đưa chúng đến châu Âu, Đan Mạch để sử dụng trong các cuộc tập trận. Cách đây không lâu, còn có thông tin cho rằng họ đưa vũ khí đến Philippines, nhà lãnh đạo Nga cho biết. Nga hiện cần phải phản ứng và quyết định các bước tiếp theo, ông Putin nhấn mạnh, đồng thời cho rằng việc nối lại sản xuất tên lửa tầm trung và tầm ngắn thực sự là lựa chọn duy nhất cho nước này. Hiệp ước INF mang tính bước ngoặt vào năm 1987 đã cấm cả Mỹ và Liên Xô, và sau đó là Nga, sản xuất và triển khai tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất, cũng như các bệ phóng tương ứng, với tầm bắn từ 500 km đến 5.500 km. Thỏa thuận sụp đổ vào năm 2019 dưới chính quyền Tổng thống Trump khi Mỹ cáo buộc Nga vi phạm. Nga cũng cho rằng Mỹ vi phạm thỏa thuận. Ukraine đang chuẩn bị cho một kế hoạch toàn diện để chấm dứt xung đột với Nga và kế hoạch này đã sẵn sàng vào cuối năm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết. Ông Zelensky đưa ra bình luận này tại một cuộc họp báo ở Kiev sau khi gặp Tổng thống Slovenia Musa ngày 28 tháng 6. Chúng tôi cũng sẽ vạch ra tất cả các điểm khác của công thức hòa bình và chuẩn bị kế hoạch toàn diện được đưa ra bàn trước với các đối tác. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là đưa ra kế hoạch chấm dứt chiến tranh mà đa số thế giới ủng hộ. Đây là con đường ngoại giao mà chúng tôi đang thực hiện, ông Zelensky nói.
Công thức hòa bình là một tài liệu gồm 10 điểm, được Tổng thống Zelensky công bố vào tháng 11 năm 2022, trong đó muốn Nga sẽ nhượng lại toàn bộ lãnh thổ trước đây của Ukraine, rút toàn bộ quân đội, trả tiền bồi thường và đệ trình lên tòa án tội ác chiến tranh, cũng như những điều khác. Moscow đã bác bỏ văn bản vì cho rằng những giải pháp này phi thực tế. Đây là hai việc song song, mạnh mẽ trên chiến trường và xây dựng kế hoạch rõ ràng, chi tiết. Ông Zelensky nói thêm với các phóng viên. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Ukraine ký hiệp ước an ninh dài hạn với EU. Mỹ và một số đồng minh đã ký các hiệp định viện trợ riêng với Kiev, đồng thời cam kết hỗ trợ Kiev trong thời gian dài. Các nhà ngoại giao phương Tây công khai nói rằng mục đích của các hiệp ước như vậy là để bảo vệ chính sách của Ukraine trong trường hợp ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Phát biểu tại Brussels, ông Zelensky cho biết Ukraine không muốn kéo dài chiến tranh và không muốn cuộc xung đột kéo dài trong nhiều năm. Chúng tôi có nhiều người bị thương và thiệt mạng trên chiến trường. Chúng tôi phải đưa ra kế hoạch giải quyết trong vòng vài tháng, Tổng thống Ukraine nói. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất 35.000 quân chỉ trong tháng 5 và mất gần 500.000 quân kể từ khi bắt đầu xung đột. Căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban không ngừng leo thang khi cả quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào nhau. Theo các thông báo khác nhau của lực lượng phòng vệ Israel, trong ngày hôm qua, 28 tháng 6, Hezbollah tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mang thuốc nổ vào khu vực miền Bắc Israel. Trong đó, cuộc tấn công mới nhất được ghi nhận hồi tối qua khi nhóm vũ trang Liban phóng 3 máy bay không người lái mang thuốc nổ tập kích khu vực Tây Galilee. Trước đó, Hezbollah thực hiện một số cuộc bắn phá với khoảng 25 tên lửa tấn công vào các khu vực Tây Galilee và Kiryat Shmona. Tất cả các cuộc tấn công của Hezbollah không gây ra bất kỳ thương vong nào và quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích vào các địa điểm khởi phát của các cuộc tấn công cùng nhiều mục tiêu khác của Hezbollah ở miền nam Liban. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant một lần nữa khẳng định rằng nước này không muốn chiến tranh với Hezbollah, nhưng đang sẵn sàng cho kịch bản này. Theo truyền thông Israel, khẳng định của Bộ trưởng Gallant được đưa ra trong chuyến thị sát một tổ hợp thuộc hệ thống phòng không vòm sắt của Israel ở khu vực phía Bắc, giáp Liban. Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh rằng nước này đang chuẩn bị đồng thời cả hai phương án ngoại giao và quân sự để hóa giải mối uy hiếp mà Hezbollah tạo ra tại mặt trận phía Bắc. Trước đó, tuyên bố với báo giới hôm 26 tháng 6 trước khi kết thúc chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Gallant cũng cảnh báo Israel không muốn chiến tranh với Hezbollah, nhưng hoàn toàn có thể đưa Liban trở về thời kỳ đồ đá nếu chiến tranh nổ ra. Liên Hợp Quốc cùng nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cảnh báo rằng nếu xung đột quy mô lớn giữa Israel và Hezbollah nổ ra, hệ lụy với toàn khu vực Trung Đông sẽ cực kỳ nguy hiểm và khó lường. Quân đội Israel hôm 28 tháng 6 cho biết họ đang tiến hành các cuộc tấn công được hỗ trợ bởi các cuộc không kích ở phía Bắc Gaza, tiêu diệt hàng chục phiến quân tại khu vực mà họ tuyên bố cơ cấu chỉ huy của Hamas đã bị loại bỏ từ nhiều tháng trước. Giao tranh ác liệt tái diễn ở phía Bắc Gaza sau tuyên bố hôm 23 tháng 6 của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến tại Gaza đã kết thúc sau gần 9 tháng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng họ thấy trước một giai đoạn tiếp theo có khả năng kéo dài. Quân đội Israel cho biết họ bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu tại khu vực Sujaya, khi có thông tin tình báo cho thấy sự hiện diện của những kẻ khủng bố và cơ sở hạ tầng khủng bố tại khu vực. Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong chiến dịch tại Sujaya. Còn theo lực lượng Hamas, Israel bắt đầu một cuộc tấn công trên bộ tại khu vực Sujaya, cho biết một số người đã thiệt mạng trong khi hàng nghìn người khác phải di rời do các cuộc ném bom không ngừng. Cuộc xung đột kéo dài gần 9 tháng tại Gaza đã khiến cơ sở hạ tầng của dải đất bị phá hủy nghiêm trọng. Phần lớn dân cư phải rời bỏ nhà cửa và vật lộn để sinh tồn. Theo Cơ quan Y tế Gaza, gần 37.800 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 86.400 người khác bị thương kể từ khi xảy ra xung đột Israel-Hamas. Theo RT, trong ngày 28 tháng 6, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra những bình luận về cuộc tranh luận trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Donald Trump. Khi được các phóng viên hỏi rằng Tổng thống Putin có theo dõi phiên tranh luận hay không, ông Peskov đáp: "Bạn nghĩ rằng Tổng thống sẽ đặt đồng hồ báo thức để xem một chương trình diễn ra theo giờ Mỹ? Phiên tranh luận này không gây ra sự chú ý đặc biệt với Tổng thống Putin,
ông ấy không có lý do để theo dõi sự kiện này. Cũng theo quan chức điện Kremlin, vấn đề chính trị nội bộ Mỹ không nằm trong số các nội dung ưu tiên trong chương trình nghị sự của Nga. Chúng tôi có nhiều vấn đề quan trọng hơn liên quan tới Nga. Văn phòng Tổng thống sẽ phân tích tuyên bố của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ vào một thời điểm phù hợp, ông Peskov cho biết. Vào ngày 27 tháng 6 theo giờ Mỹ, Tổng thống Biden và ông Trump đã có cuộc tranh luận trực tiếp ở bang Georgia. Tại đây, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đã tranh cãi gay gắt về tình hình ở Ukraine, đồng thời cáo buộc lẫn nhau là bên đã khuyến khích Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Hồi tháng 2 năm nay, ông Putin tuyên bố sẵn sàng làm việc với bất kỳ tổng thống nào được người dân Mỹ lựa chọn. Tuy vậy, chủ nhân điện Kremlin nói rằng ông muốn Tổng thống Biden thắng cử hơn bởi ông Biden là một chính trị gia theo kiểu cũ, dễ đoán hơn so với ông Trump. Tới tháng 6, Tổng thống Putin nhận định rằng kết quả bầu cử tháng 11 sẽ không làm thay đổi chính sách của Mỹ đối với Nga. Cuộc tranh luận chạy đua vào Nhà Trắng năm nay giữa ông Biden và ông Trump tập trung vào các vấn đề kinh tế, nhập cư, an sinh xã hội và các cuộc xung đột bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Vấn đề tuổi tác, đặc biệt là tình trạng sức khỏe của ông Biden cũng trở thành điểm nóng trong cuộc tranh luận này. Vấn đề lạm phát, thất nghiệp và giá cả leo thang là câu hỏi mở màn được người dẫn chương trình Jake Tapper đặt ra cho hai ứng viên. Giành quyền trả lời trước, ông Biden đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích đối thủ Trump, cho rằng chính quyền của ông đã phải tiếp quản một nền kinh tế rơi tự do từ người tiền nhiệm, khiến quá trình phục hồi mất nhiều thời gian. Theo ông Biden, những vết nứt trong nền kinh tế Mỹ bắt nguồn từ các chính sách sai lầm của ông Trump trong thời kỳ đại dịch COVID-19, bao gồm thái độ chủ quan của cựu Tổng thống, một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan. Ông Trump đã đáp trả rằng chính sách tăng thuế 10% lên các mặt hàng Trung Quốc dưới thời ông đã giúp nền kinh tế phát triển thay vì đi xuống. Dưới thời tôi, nước Mỹ có nền kinh tế vĩ đại nhất thế giới. Ông Biden đã hưởng lợi sau khi tiếp quản nền kinh tế ấy, nhưng những chính sách sai lầm của ông ấy lại tạo nên mức lạm phát cao ngất ngưởng cho nước Mỹ, ông Trump nói. Tuy nhiên, theo nhiều số liệu, nền kinh tế Mỹ không vĩ đại như trong tuyên bố của ông Trump, không tính thời gian đại dịch toàn cầu COVID-19. Tăng trưởng kinh tế dưới thời ông Trump đạt trung bình 2,67%, theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới. Con số này còn cách xa mức tăng trưởng 4% GDP dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton. Tính cả thời gian đại dịch, mức tăng trưởng chỉ là 1,45%. Trong một cuộc tranh luận chủ yếu tập trung vào kinh tế, lạm phát, nhập cư và chính sách đối ngoại, vấn đề phá thai vốn là lợi thế nhất của ông Biden. Phần đông cử tri Mỹ vẫn không chấp nhận phán quyết lật ngược án lệ vụ Roe v. Wade, và ông Trump được cho là phải chịu một phần trách nhiệm về điều này vì đã bổ sung 3 trong số các thẩm phán tòa án tối cao đã ra phán quyết ấy. Đầu tháng này, cựu Tổng thống lại tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận vì đã công khai ủng hộ một phán quyết khác của tòa án tối cao nhằm ngăn chặn các tòa án cấp dưới áp đặt các hạn chế đối với thuốc phá thai. Tuy nhiên, trong buổi tranh luận, ông Trump lại có cơ hội chứng minh quan điểm của mình khá thuyết phục. Ông khẳng định rằng việc quản lý phá thai nên để cho các tiểu bang quyết định. Tuy nhiên, ủng hộ các ngoại lệ đối với hiếp dâm, loạn luân và các trường hợp tính mạng của người mẹ bị đe dọa. Với vấn đề nhập cư, ông Trump lập luận rằng đương kim tổng thống phải chịu trách nhiệm về các rắc rối do những người nhập cư không có giấy tờ gây ra kể từ khi ông nhậm chức. Chúng ta hiện đang sống trong thời kỳ lạc loạn, những người nhập cư trái phép đang gây hại cho đất nước này, ông Trump nói, đồng thời nhắc đến số lượng người vượt biên cao kỷ lục dưới thời ông Biden. Ông Biden, người đang nỗ lực giải quyết vấn đề này, chỉ có thể đáp lại rằng mọi lời nói của ông Trump đều là dối trá. Hai ứng viên vốn có quan điểm khác biệt trong cách giải quyết hai cuộc xung đột bên ngoài lãnh thổ, cuộc chiến ở Gaza và xung đột ở Ukraine. Hãy để Israel tự hoàn thành công việc của họ, ông Trump nói với đối thủ Biden, ngụ ý rằng Tổng thống đã can thiệp quá nhiều để kiềm chế chính phủ Israel trong cuộc xung đột với Hamas. Ông Trump không khẳng định chắc chắn rằng ông có ủng hộ một nhà nước Palestine độc lập hay không, nhưng ông đã nhấn mạnh rằng cuộc tấn công Gaza của Hamas vào năm ngoái sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông còn tại nhiệm. Tổng thống Biden không lập tức đáp trả đối thủ Trump. Thay vào đó, ông nói về liên minh chặt chẽ giữa Mỹ và Israel, khẳng định rằng Mỹ đang cung cấp cho Israel tất cả các loại vũ khí mà họ cần và vào lúc họ cần, đồng thời đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông mà Mỹ đang nỗ lực xúc tiến. Về cuộc xung đột Nga-Ukraine, ông Trump đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm về cục diện thế giới từ khi ông Biden tiếp quản Nhà Trắng. Ông cũng một lần nữa từ chối đưa ra cam kết rõ ràng với NATO, đồng thời cho rằng những điều khoản Tổng thống Nga Putin đưa ra nhằm chấm dứt xung đột là không thể chấp nhận được. Đánh giá tuyên bố của ông Trump là trò hề, ông Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ
cũng như củng cố quan hệ nước này với các đồng minh trong khối NATO, các quốc gia có chung quan điểm đối với Ukraine. Mặc dù vậy, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay, các cuộc xung đột bên ngoài lãnh thổ vẫn tiếp tục ảnh hưởng lớn đến nước Mỹ. Chính sách đối ngoại của ứng viên nào sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ sắp tới sẽ được quyết định tại cuộc bầu cử tháng 11 tới, không phải tại buổi tranh luận chỉ kéo dài 90 phút. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.